Ba sau màn nhạc đăng cổ rục, chung điệp xuống bốc mai bóng bốn tạc ốc, đã lý dụng nâng tam nàn được bỏ rộng miên, bà tam bà đàn dùng cùng bài dụng tụ tạc ốc nía. Ba cả đạp bê đạc nhóm miên bỏ rộng miên mỗi bà mộc chung điệp chung đại miên trong lòng chương thả. Nước thả mên mên sắp đại tế chú hôn sàn. Công phung ở riêng châm liệt khách sân nà, rèm hạc sát. Đám bay đọ sát nâng bản đánh nhu đông dân này cài bì mà nẹ, trên bì cọp khăn nó có bà chiệt. Bà môn chú tổ sân nà tạm nàn nơi ạ tập bọt nè bò rộng miên, bà xôn bày mật công phlịch bà chú ý lại bà sạp cài năng xe. Đám bay tự tuôn bà nô bò rộng miên bà thamay thamay chỉ riêng đoàn thang ngay bà. Đập rắc thang ngay tì đập rộng bì khai mê xa chân nằm bì bòn bà phay mùi nì, xâm đại tự chú hôn xa nơi dỗ rộn mần trây nơi Campuchia. Bàn thang lại bà lô gọi lâm chìa bột thà. Ả kệ nơi dô bàn đàn bò rộng miên bà nhu, ở đăng tiết thà. Nơi bình lý, xâm đại tự chú cùng phung tờ riêng trong lịch khách sân nào xông bà mạc sát. Đám bay đọ sát nâng bàn đánh bì gọp khăn nà có bà chết, chống bùa đông dân nây bà cài bì mà nè. Đại lập bác sĩ rõm chí riêng nâng lên bàn bà sao, bòm biên sẽ lấy xâm rạch bà bò, thì cho đọt thà bì bà. Rõm tên ngàm biểu nêu đau tờ là ca cắt tù, bà cô nê, ỏi mướng mắt chế tí bòm phọt. សូមជម្រាបថាកាលពីយប់មិញកងកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌមានជ័យបានចាប់ពីខ្នោះឧត្តមសេនីយ៍ទូអង្គច័ន្ទធួរអាយុ48ឆ្នាំមានតួនាទីជាអនុប្រធានសេនាធិការរដ្ឋនគរបាលជាតិនិងបព្វពួកពីអ្នកទៀតដោយសារហ៊ានរៀបចំកម្មវិធីផឹកស៊ីរំជ្រៀងនិងរហូតមានការលេងបាតម្សៅជូនដល់អ្នកជួលបន្ទប់របស់គាត់ជាច្រើនអ្នក បាទឥឡូវនេះបាទប្រិមិត្តបាទបាទដំសណីបាទម្នាក់បាទផ្កាយ២បាទបានរៀបចំកម្មវិធីផឹកស៊ីនៅក្នុងផ្ទះរួមជ្រៀងឥឡូវនេះបានលឺបាទព័ត៌មាននេះបានលឺដល់សម្តេចតេជោហើយបាទសម្តេចតេជោកំពុងទៅស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដើម្បីបាទបណ្ដឹងចេញបុគ្គលឈ្មោះនេះចេញពីក្របខណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលបាទនេះជាការផ្គឿន សេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទប្រទេសកំពុងតែមានបាទបញ្ហាបាទគាត់នាំបាទបព្វពួករបស់គាត់រំជើងផឹកស៊ីយ៉ាងសបាយបាទមិនខ្លាចការជ្រៀងរៀលដាល់ជំងឺកូវីដ-19ទេបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា